Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ê nhỉ. Cây cao hẳn mẹ lên. Không phải cây cao không sợ ảnh hưởng tâm dưới đấy. Mẹ nó lại bị đèo nó vỡ bả thôi. Đây đây đây. Đây đây. Đây. Cây cao nó lên kể cả đầu kia không vậy? Nó ăn thua không? Nhìn nó đấy. Do cái tấm của anh kia nó cao hơn đi kìa. Không phải tấm nữa, ông chọn tấm đấy chung. Được chưa? Được chưa? Hả? Được rồi.